Xin chào tất cả các bạn. Trong chương trình hôm nay thì công ty du học Tân Đại Dương xin chia sẻ với các bạn thông tin về chương trình học tại trường EISB của Singapore. Trường EISB thì chuyên đào tạo đa dạng các chuyên ngành từ dự bị cao đẳng đại học cho tới chương trình thạc sĩ. Bằng cấp và chương trình học của trường được cung cấp bởi các trường đại học đối tác danh tiếng tại Anh Quốc. Trường EISB thì với 30 năm kinh nghiệm, học viện quản lý EISB thì thuộc top 4 học viện được yêu thích nhất tại Singapore, top 3 học viện có chương trình đại học và sau đại học được ưu chuộng nhất tại Singapore theo Job Central Learning Ranking and Survey năm 2012 bình chọn. Trường EISB được đề cử 3 năm liền trong top 10 học viện tư thục tốt nhất tại Singapore theo Asia One People's Choice Award năm 2010, 2011 và năm 2015 bình chọn. Trường còn nằm trong top 10 học viện có chương trình sau đại học được ưa chuộng nhất tại Singapore. Trường EISB là một trong những học viện đầu tiên đạt chứng nhận EduJudge 4 năm do chính phủ Singapore cấp. Một số điểm nổi bật của trường EISB. Học viện quản lý EISB là một học viện hàng đầu tại Singapore, đào tạo các chuyên ngành quản lý từ cao đẳng đại học đến sau đại học về quản trị kinh doanh, kế toán, tài chính ngân hàng, quản lý du lịch khách sạn. Du học Singapore tại trường EISB thì sinh viên sẽ được thực tập hưởng lương ngành du lịch và khách sạn. Trong khu học xá có trung tâm đào tạo về du lịch khách sạn mô phỏng phòng khách sạn cao cấp. Và đúng với tiêu chí đào tạo để sinh viên sẵn sàng cho công việc thì trường EISB liên kết với các công ty cung cấp cho sinh viên các cơ hội thực tập với rất nhiều tổ chức quốc tế, bao gồm khoảng 50 chuỗi khách sạn quốc tế đẳng cấp 4 tới 5 sao, các tổ chức du lịch, hãng kế toán, công ty vận tải, hậu cần trong và ngoài nước. Một trong các đối tác mới của trường EISB là Rand Korea Blazer, một chi nhánh của tổ chức du lịch Hàn Quốc và là nhà vận hành chuỗi casino nổi tiếng Seven Luck. Các sinh viên học quản trị khách sạn và casino có cơ hội tuyệt vời được tham gia những chuyến kiến tập ở nước ngoài tại Học viện Đào tạo Casino. Trường EISB thì đào tạo đa dạng các chuyên ngành từ dự bị cao đẳng đại học đến thạc sĩ và bằng cấp cũng như chương trình học sẽ được cấp bởi các trường đại học đối tác danh tiếng của Anh, Úc. Các chuyên ngành đào tạo tại trường EISB, đầu tiên đó là chương trình tiếng Anh với thời gian là 9 tháng, cấp độ từ cơ bản cho tới nâng cao. Học phí sẽ tùy thuộc vào thời gian và khóa học của bạn. Thứ hai đó là chương trình dự bị đại học. Yêu cầu đầu vào đối với chương trình này là học sinh phải học hết lớp 9 và tiếng Anh là đạt IELTS 4 chấm trở lên hoặc là bạn hoàn thành chứng chỉ tiếng Anh của trường EISB. Thời gian học sẽ là 6 tháng. Thứ ba là chương trình đại học với các chuyên ngành. Chương trình đại học năm nhất với các chuyên ngành như là tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh, tài chính, kế toán, quản trị chuỗi cung ứng, logistics, tâm lý học, quản trị du lịch khách sạn, tổ chức sự kiện, quản lý casino. Thời gian học sẽ là 6 cho tới 9 tháng. Yêu cầu là bạn phải tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bạn đã hoàn thành chứng chỉ dự bị đại học của EISB và tiếng Anh là từ 4.5 trở lên. Chương trình đại học năm 2 với các chuyên ngành tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh, tài chính kế toán, quản trị chuỗi cung ứng logistics, quản trị du lịch khách sạn, tổ chức sự kiện, quản lý casino với thời gian học từ 9 cho tới 12 tháng. Yêu cầu là bạn phải hoàn thành năm nhất của trường EISB hoặc là bằng cao đẳng của một tổ chức giáo dục được công nhận như là Genetic Aptech và tiếng Anh yêu cầu bạn phải là IELTS 5 chấm hoặc là hoàn thành chứng chỉ tiếng Anh của trường EISB. Chương trình đại học năm cuối với các chuyên ngành như là cử nhân về tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh, cử nhân kế toán, quản trị khách sạn quốc tế, chuyên ngành tổ chức sự kiện, quản trị casino, tâm lý học. Chương trình này sẽ được cấp bằng của trường đại học Cardiff Metropolitan của Anh Quốc. Chương trình cử nhân chuyên ngành về quản trị du lịch khách sạn sẽ được cấp bằng của trường đại học Queen Margaret của Anh Quốc. Cử nhân các chuyên ngành như là cử nhân quản trị kinh doanh quốc tế, cử nhân tài chính kinh tế, cử nhân quản trị kinh doanh chuyên ngành thể thao, cử nhân quản trị du lịch khách sạn được cấp bằng của trường đại học Sheffield Hallam Anh Quốc. Thời gian học sẽ là 1 năm, yêu cầu là bạn học hết năm 2 tại trường EISB, tiếng Anh top 4 tương đương 570 hoặc là IELTS 6 chấm trở lên hoặc bạn hoàn thành chứng chỉ chương trình tiếng Anh của trường EISB. Riêng chương trình quản trị du lịch khách sạn tại trường EISB thì sinh viên sẽ được học trong vòng 30 tháng, trong đó sẽ có 6 tháng thực tập hưởng lương tối thiểu là 500 đô la Singapore một tháng. Ngoài ra trường EISB còn có chương trình đào tạo MBA liên kết với các trường đối tác danh tiếng của Anh Quốc. Đầu tiên đó là chương trình MBA cấp bằng của trường đại học Heriot Watt Anh Quốc. Yêu cầu là bạn phải tốt nghiệp đại học, tiếng Anh là TOEFL 550, IELTS tương đương 6 chấm và không yêu cầu kinh nghiệm làm việc. Có hai dạng chương trình MBA, đó là chương trình MBA chung, bạn sẽ học trong vòng thời gian là 15 tháng và chương trình MBA chuyên về tài chính hoặc quản trị nguồn nhân lực hoặc là marketing hoặc là hoạch định chiến lược, thời gian học sẽ là 18 tháng.
Thứ hai đó là chương trình đào tạo MBA cấp bằng của trường Đại học Cardiff Metropolitan của Anh Quốc với chuyên ngành là quản trị kinh doanh và quản trị dự án. Thời gian học sẽ là 13 tháng bao gồm thời gian thi và luận văn. Yêu cầu là bạn phải tốt nghiệp đại học tiếng Anh là TOEFL 550 và IELTS là 6 chấm. Thứ ba là chương trình đào tạo MBA quản trị khách sạn quốc tế và khả năng lãnh đạo cấp bằng của trường Đại học Queen Margaret. Thời gian học sẽ là 15 tháng bao gồm thi và luận văn. Yêu cầu là bạn phải tốt nghiệp đại học tiếng Anh là TOEFL 550, IELTS 6 chấm. Và nếu như các bạn còn bất cứ thắc mắc gì về chương trình học của trường IASB hoặc các bạn cần hướng dẫn các thủ tục hồ sơ để đi du học tại Singapore thì các bạn hãy liên hệ ngay với công ty du học Tân Đại Dương theo các địa chỉ sau. Chi nhánh quận nhất là mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận nhất. Số điện thoại là 0838484879. Chi nhánh tại quận 5, địa chỉ là 902 đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5. Số điện thoại là 0838382080. Và chi nhánh tại Nha Trang thì địa chỉ là số 7 Mê Linh, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Số điện thoại là 0583514036. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ, chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 0838484879, 0989006890. Website www.tandaiduong.edu.vn.